Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cầm Khoai Nói Chuyện Quốc tế Đêm Chủ Nhật Ngày 26 tháng 11 năm 2023 Vâng, chúng tôi cũng đã gặp quý vị 37, 21 ngày À, 21 video trong tuần, đúng không ạ? Cũng định không muốn lên làm phiền quý vị nốt Chủ Nhật nữa Để cho nó tròn 20 nhưng mà thôi chúng tôi sẽ lên video để phục vụ quý vị nào có nhu cầu nghe ngủ thì chúng ta nghe còn nếu không thì cũng là những cái giao lưu chém gió vấn đề thế sự cuối tuần dựa trên tinh thần giao lưu chia sẻ không đánh giá tư cách đạo đức nghề nghiệp và chúng ta thử đến với tình hình khu vực Trung Đông nhìn chung là ngày hôm nay thì um, hòa bình tạm thời Tuy là tạm thời nhưng đã đến với lại giải Gaza. Nghĩa cảnh ba con hàng xóm uh, tràn ra ngoài phố, xe cộ đi lại tấp nập. Xe ngựa, xe thổ, xe ô tô, xe đạp, xe máy, đi bộ, vân vân, rất đông đúc. Dường như là không có một cái dấu hiệu gì của một cuộc chiến nó vừa mới diễn ra. Đấy, quý vị nhìn xem. Đúng ạ, À, và chỉ có hai ngày nữa thôi thì lại sẽ có một cái cuộc chiến đẫm máu diễn ra nơi đó. Đúng là người Palestine cũng thật sự là lạ kỳ. Cũng có lẽ bởi vì họ sống trong cái cuộc chiến này từ bé rồi. Đa số những cái người bây giờ đang bước ở đường phố đó chính là những cái người có thể nói đang được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Cho nên có thể nói rằng ngày nào hòa bình được thì họ cũng tranh thủ, đúng không ạ? Không khéo là đêm nay về lại tèn tèn tèn. Chúng ta biết tỷ lệ sinh đẻ ở Palestine, ở Gaza là một trong những khu vực mà cao nhất thế giới. Vâng, và nhìn thấy cái cảnh nó thanh bình như thế này thì có thể nói rằng là rất nhiều người yêu chuộng hòa bình sẽ đặt ra một câu hỏi là còn hai ngày nữa là kết thúc lệnh ngừng bắn và một cái thảm họa mới nó cũng sẽ lại tái khởi động, đúng không ạ? Vậy thì Israel, uh, Palestine, liệu họ nhìn thấy cảnh thanh bình như thế này thì họ còn muốn có đánh nhau nữa hay không? Khi mà cả hai bên thì cũng đã chịu những cái tổn thất kinh hoàng cả về vấn đề con người, vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và quân đội, đúng không ạ? Và đó là một câu hỏi rất quan trọng trong cái lệnh ngừng bắn và những cái cảnh như hiện tại chúng ta đã nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi qua những thông tin đáng lưu ý ở khu vực Trung Đông. Ngày hôm nay thì có thêm một cái thông tin có thể nói là cũng khá giật gân. Đó là lại thêm một cái tàu nữa bị phía uh, quân đội của Yemen, họ có thể nói họ đang uh, đuổi, họ đang đuổi theo và có khả năng họ sẽ bắt giữ cái con tàu này. Nếu như mà Yemen mà họ phát hiện ra tàu dính dáng tới uh, Israel thì họ chơi thật quý vị ạ. Họ không ngán bất kỳ một cái tàu nào. À, chúng ta biết là họ đã bắt một tàu rồi Hôm qua thì cái UAV tấn công một cái tàu cũng nói rằng là của Israel Và bằng cái UAV của sản xuất của Iran Nhưng hóa ra không phải ông Iran tấn công Mà cuối cùng là hôm nay lại lộ ra là lại là các ông Yemen tấn công Và con tàu đấy, uh, container nó cháy rất to quý vị ạ à? Nó cháy gần như không biết là con tàu đấy có sống được không nhưng đại khái là toàn bộ cái container trên một cái tàu chở container, quý vị nó biết nó to như nào rồi, đúng không ạ? Mà OV nó chơi vào giữa, thế là nó phát nổ rồi nó cháy lan sang tất cả các bên. Tôi không biết là số phận nó như nào. Nhưng mà uh, như vậy rõ ràng là chúng ta thấy được coi là cái tàu của một tỷ phú Israel Thế thì cái câu chuyện rằng là nó cứ tiếp diễn những hành động như vậy thì nó sẽ gây ra một cái việc là những tàu chở hàng họ sợ nhất là rủi ro liên quan đến chiến tranh. Đúng không ạ? Các hãng bảo hiểm không ai bảo hiểm. Và tất nhiên, nếu không ai bảo hiểm thì những cái loại hàng hóa như vậy của Excel sẽ không dám đi ra cái kênh kênh đào ở cái vịnh cửa vịnh Aden nơi mà quân Yemen họ đang án ngữ, cái điểm thắt nút nhất như này. Và như vậy chắc chắn với những hình ảnh mang tính chất bạo lực và có thể nói là đi vào lòng người của thế giới, thách thức dư luận và thách thức Israel như thế thì quân Yemen họ đã giáng cho Israel hai vấn đề. Một là Israel thì rất là ngông cuồng với cả thế giới, kể cả là với nga, đúng không ạ? Và thậm chí với Mỹ, Israel không sợ bố con nhà nào. Thế nhưng mà bây giờ thì Yemen thì lại còn không sợ cả Israel nữa, đấy. Cho nên họ đập luôn cả tàu. Thứ hai nữa, thứ nhất tức là họ đánh vào cái sự ngông cuồng của Israel, đúng không ạ? thứ hai là vấn đề kinh tế quý vị ạ israel là một cái đất nước mà nó có thể nói nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái tuyến hồng hải vịnh aden để đi ra thị trường khu vực nam ấn độ dương thái bình dương và kể cả những khu vực của các nước ả rập trong vùng nữa và bây giờ nó gần như cái cửa biển này là tê liệt đối với israel rồi thế thì nếu như mà cuộc chiến này càng kéo dài thì nó sẽ dáng một cái đòn siêu to khổng lồ vào cái nền kinh tế của Israel vốn đang chịu một cái chiến phí rất lớn mỗi ngày, 260 triệu đô la. Vâng, và ở đây thì nhiều quý vị hỏi chúng tôi rằng là tại sao mấy ông Huti bé tẹo mà lại máu như thế? Chẳng nhẽ là không sợ Mỹ, không sợ phương Tây, không sợ Israel hay sao? Đúng không? <laughs> Uh, quý vị hỏi câu đấy thì tôi cũng chưa biết trả lời như nào nhưng mà tự nhiên tôi nghĩ tới một cái câu uh, ngày xưa mà không biết ai nói kiểu xã hội đen hay nói đúng không ạ uh, và cũng có một câu cái ngạn ngữ cổ tích nó nói nhưng mà nó không nói hết câu mà nó nói kiểu như này là vua thì sợ thằng liều phải không quý vị uh, vua ở đây là gì vua là người mỹ người nga người châu âu thằng liều ở đây là thằng nào là thằng israel có nghĩa rằng là bây giờ nó bị tấn công nó động đến cái tồn vong của dân tộc, đệm sĩ diện, vân vân. Thì bây giờ nó liều nó bất chấp hết. Các ông can ngăn các thứ nó không có nghe. Đúng ạ. Và cho nó trong suốt thời gian vừa rồi là nó đánh nó không quan tâm tới ý kiến của bất kỳ một cái bà con hàng xóm nhà nào cả. Cho nên là Israel có thể nói rất liều lĩnh để mà tiến hành cái chiến dịch vào Gaza với mục đích gì chúng ta không biết. Nhưng họ liều lĩnh như vậy, thứ nhất là họ muốn tận diệt cái mối cối họa đối với họ trong tương lai. Và thứ hai, họ trả thù, đúng ạ. Và cái đấy thì nó rất là tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta thôi. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề câu hỏi. Quý vị thử trả lời hộ chúng tôi trong vòng 3 giây. Vua sợ thằng liều rồi, thế thằng liều thì nó sợ thằng nào? Và 1, 2, 3, quý vị comment hộ chúng tôi. Vâng, tôi thì tôi được biết rằng là thằng liều thì nó chả sợ thằng nào cả, đúng không ạ? Mà nó sợ nhất là thằng không muốn sống. Đấy, cái câu chuyện chúng ta cứ để ý mà xem cái cái thằng liều ấy là khắc tinh của nó chỉ có cái thằng không muốn sống thôi. Bởi vì tại sao? Thằng liều là không phải nó là thằng nó không muốn sống, nó rất ham sống cho nên nó mới liều. Quý vị công nhận không ạ? Ví dụ như là Israel rất người ta rất ham sống. Cái đức hiếu sinh của cái dân tộc này nó rất cao. Bởi vì nó trải qua những cái sự kìm kẹp, những cái sự vây bắt, những cái sự săn đuổi trong suốt cả nhiều nghìn năm rồi. Cho nên là nó có cái bản lĩnh gọi là là hiếu sinh, đúng không ạ? Nó rất là cao. Thế thì bây giờ một cái, có thể nói là một cái thằng tí hon mà lại đi tấn công nó và xung quanh thì toàn nói cái sự tận diệt đối với nhà nước do Thái. Thì tất nhiên nó sẽ phải liều lên để nó chiến đấu tới tới cùng đúng không bởi vì không thì nó có thể nó có bị đe dọa tôn vong như vậy thì là nó rất ham sống đúng không quý vị và những cái thằng ham sống như thế thì nó rất liều nó liều để làm gì thứ nhất là nó giải quyết cái mối đe dọa của nó với một cái sức mạnh liều chết thứ hai khi nó liều thì nó sẽ làm cho những thằng ham sống hơn nó sẽ phải sợ nó và tránh xa đúng không quý vị và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ làm những cái việc như vừa rồi chúng ta thấy Thổ Nhĩ Kỳ không dám làm gì nhá Những ông Ai Cập hay là Ả Rập, Xê Út vân vân cũng không dám ho he. Mỹ cũng không dám làm gì, châu Âu cũng chẳng dám làm gì, cũng chỉ dám nói vài câu cho nó qua chuyện. Mà thậm chí là còn khen ngợi, đúng không ạ? Anh rất là dũng cảm này nọ vân vân. Và một cái thằng nó ham sống sợ chết như thế thì quý vị bảo nó sợ thằng nào nhất? Tất nhiên là một thằng ham sống sợ chết thì nó phải sợ nhất là cái thằng không có ham sống và không sợ chết quý vị công nhận ạ và thằng đấy thì chính là cái thằng Houthi đấy và ở một khía cạnh nào đó nó cũng chính là cái thằng Hamas và chúng ta sẽ thấy một điều rằng người dân Palestine cái hiện thân của cái sức chiến đấu của họ nó chính là cái phong trào Hamas đúng ạ bởi vì người ta sống quá khổ rồi người ta có nhiều người như Putin nói ở đó người ta sống mà nó không bằng chết. Nó khổ hơn là chết và người ta không nghĩ tới cái chết, người ta chỉ nghĩ tới tử vì đạo thôi, là đoàn tụ với Chúa thôi. Thế thì cái câu chuyện là với một cái dân tộc mà người ta có cái tư tưởng như vậy, người ta sẵn sàng chết thì có nghĩa rằng người ta sẽ không sợ những thằng Liều. Đúng không, quý vị. Và trong trường hợp như vậy là những ông Liều rất sợ ông ông không 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 kiểu là không sợ chết. Đúng không, quý vị. Và không sợ chết trong khu vực thì ít nhất là có ông Hamas và thứ hai là có ông Houthi còn tiếp theo thì có vài ông không đến mức độ không sợ chết nhưng mà cũng đỡ sợ chết hơn đấy là mấy ông hezbollah rồi mấy ông cũng cái phong trào gì đấy al-Sisi -sa gì đấy, ở baghdad đúng không ạ và một vài cái tổ chức ở trong cái lực lượng kháng chiến hồi giáo như là phong trào thánh chiến palestine đúng không đấy thế thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy rõ là những cái nước đây thấy họ không có ngán Israel và Yemen họ đã giống như Hamas thôi bây giờ nhìn thấy tàu là họ bắt tên lửa họ bắn ì đùng đúng không ạ tàu bắt và tàu không bắt được thì bắn đại loại như vậy tức là họ không có gì ngán cả và điều đấy cho thấy một điều rằng là bản thân dân Yemen là một trong những dân tộc mà họ nghèo khổ nhất thế giới chết đói như ngả dạ đúng không thế thì câu chuyện họ còn gì để mà nói về chuyện là, là ngán sống hay không nữa đúng không quý vị và tư tưởng đấy kết hợp với tư tưởng của kiểu như là thánh chiến rồi là tử vi đạo rồi là đoàn tụ với lại thánh a la ở thánh đường va ha có những tiếng của các thiên thần du dương tức là nói tóm lại đúng không ạ chết không là cái gì và đối mặt với những ông đấy thì những ông liều cũng rất sợ đấy là lý do mà israel đang tận diệt nhưng mà rõ ràng israel là tinh toán sai bởi vì người ta có thể giết được những người hamas mà thậm chí rất khó giết người ta chỉ giết dân thường thôi giết được một người hamas thì không biết là ngay lập tức lúc đó có thêm mấy ông hamas nữa nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm vài ông hamas đúng không cho nên là chắc chắn là israel đang chọn một cái con đường có thể nói rằng là gọi là rất là tranh vây rất là hắc đạo rất tối tăm hôm nay thì ở israel nó xuất hiện một cái bài báo tờ báo nổi tiếng của Israel, tờ Haaretz, đã báo cáo trích dẫn nguồn của quan chức Bộ Quốc phòng Israel cho hay. Tình báo Israel biết thừa về kế hoạch tấn công của Hamas trước khi cuộc tấn công diễn ra và xung đột leo thang. Và sau đó họ đã báo cáo thông tin cho cơ quan an ninh quốc gia của Israel. Nhưng mà cái những người ra quyết định đã không coi cái mối đe dọa là một cái vấn đề thực sự nghiêm trọng. Và theo tờ báo này thì thậm chí kể cả nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Tel Aviv đã biết những cái thông tin, dữ liệu, tình báo kể trên. Nhưng mà có vẻ như họ không tin là Hamas dám hoặc là sẽ tiến hành cái kế hoạch tấn công táo bạo khi mà vượt qua biên giới tiến vào sâu lãnh thổ của Israel. Thậm chí thì trước đó tờ thời báo tài chính cũng đã đưa ra một cái báo cáo à, liên quan tới một trích lời một cái quan chức cao cấp tình báo quân sự Israel cho biết là trong nội bộ của chính phủ, thậm chí còn có những cái nhân vật họ coi những cái việc mà vẽ ra cái viễn cảnh của cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là một cái viễn tưởng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng. tượng đấy có nghĩa là họ đã có một cái kế biết về cái kế hoạch đúng không ạ à, có thể họ không biết rõ chi tiết là nó là ngày nào và tấn công ở đâu đấy, nhưng mà đến bây giờ người ta khẳng định một điều rằng Israel đã biết sẽ có một cái kế kế hoạch như vậy nhưng mà họ không coi họ đã xem nhẹ cái việc như vậy đúng không ạ à, vâng và điều chúng ta lo lắng dường như nó cũng sẽ xảy ra tổng tham mưu trưởng Israel hôm nay đã nói rằng là ngay sau khi cái lệnh ngừng bắn kết thúc thì quân đội Israel sẽ nối lại những hoạt động quân sự ở giải Gaza ngay lập tức mục tiêu là họ sẽ tìm một cách để mà họ giải phóng các con tin nhưng mà không nói về các vấn đề liên quan tới loại bỏ hoàn toàn cái mối đe dọa Hamas cũng như là chiếm đóng ở giải Gaza nữa còn trong lúc này thì uh, Ai cập chính phủ của họ vẫn còn đang nuôi những cái hy vọng tích cực từ các tín hiệu tích cực từ các bên liên quan tới cuộc xung đột ở giải Gaza vì những cái tín hiệu của các bên cho thấy là họ muốn kéo dài cái ngạnh ngừng bắn để mà tìm kiếm những giải pháp liên quan tới con tin cũng như những giải pháp hòa bình. Còn đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết ngày hôm qua hai bên đã tiến hành trao đổi tù binh rồi con tin vân vân. Vào chi tiết thì chúng ta cũng đã biết, chúng ta cũng không quá đi sâu đúng không ạ? Nhưng mà Đến ngày hôm nay thì uh, hai bên uh, cũng bày tỏ cái thiện chí là họ sẽ tiến hành cái giai đoạn 2 trong cái việc trao đổi tù binh. Đấy, còn bây giờ thì mới trao đổi được một cái số lượng nhỏ ban đầu như cam kết mà thôi. Còn đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay có thể nói rằng những hình ảnh mà các con tin uh, bị Hamas bắt giữ thì sau đó đồng loạt tất cả các chị em phụ nữ đều uh, nói với báo chí và kể về những cái sự thân thiện, đối đãi của Hamas cũng như là những hành động cử chỉ của họ ngay tại chỗ. Có thể nói rằng là không có vấn đề gì, đúng không ạ? Tức là những người Hamas họ rất tôn trọng uh, những con tin bị bắt giữ và không có những hoạt động tra tấn tù đầy hay là ngược đãi, vân vân. Tất cả con con tin đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt và không chịu bất cứ một cái sự ngược đãi nào của quân Hamas. Và như vậy là mấy ông hamas đã nhân sự kiện này để làm truyền thông rồi và hôm nay là chủ nhật cho nên à, vừa những cái thông điệp liên quan đến chính sự thế sự nó không có sôi nổi như mọi ngày và chúng ta cũng có nhu cầu à ơi về những cái nội dung chuyên sâu cho nên chúng tôi sẽ trao đổi với quý quý vị một cái chủ đề liên quan đến một câu hỏi về cuộc chiến tranh ở trung đông và một cái nhân vật rất quan trọng với thế giới đó là putin Câu hỏi thì nó xoay quanh cái việc là ngoài những cái um, mà người ta cho rằng là cuộc chiến ở Trung Đông xảy ra, thì nó có lợi cho nước nga ở chỗ là mọi cái sự chú ý, mọi cái sự hỗ trợ của phương tây dành cho Ukraine, thì bây giờ nó đổ dồn sang phương Đông, Trung Đông, đúng không ạ? Thì cái đấy ai cũng biết, chúng ta ai cũng phải thừa nhận đó là một cái điều lợi ích cực kỳ to lớn đối với người nga. À, tuy nhiên thì nó cũng không phải là một cái lợi thế mà nó có thể thay đổi được, đúng không quý vị. Bởi vì đây nó không phải là cuộc chiến Ukraine và nga, nó không phải cuộc chiến giành co. Để mà những chuyện đó nó có thể thay đổi được, nó chỉ làm chậm lại, nó chỉ làm có một cái gì đấy khó khăn, thuận lợi hơn mà thôi. Chứ nó không quyết định được cái gì cả. À, và tôi cũng trả lời về cái việc đấy nó rồi. Cho nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời nó ở một cái mức độ nó cao hơn có nghĩa rằng là cái cuộc chiến ở trung đông này thì nó đã có thể nói rằng nó giúp tay giúp một tay cho người nga liên quan tới những vấn đề uh, về danh dự những vấn đề về tiếng tăm đúng không ạ rồi những vấn đề về truyền thông thông tin uh, nhìn chung chúng ta thấy là một cái hình ảnh của nước nga luôn sẽ đi sâu vào chi tiết và trong đó liên quan tới putin rất nhiều bởi vì chúng ta biết rằng Phương Tây thì họ có nói về Nga như thế nào đi chăng nữa, nhưng câu chuyện họ luôn nhắm vào Putin, đúng không ạ? Kể cả ông Biden, ông ấy cũng nói rằng là cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Putin chứ không phải nước Nga là để mà tàn phá Ukraine, giống như kịch bản Stalin gây ra lạn đói ở Ukraine vào những cái năm của thế kỷ trước, đã khiến cho rất nhiều người Ukraine chết đói thế thì ở đây chúng ta có thể thấy một điều rằng là trong tất cả những cái sự kiện chính trị quan trọng thì phương tây họ tìm toàn tìm mọi cách để họ đổ lỗi và họ gán ghép những cái tội mà nó tưởng tượng ra đối với lại putin đúng không quý vị và người ta không nói về nước nga mà người ta nói về putin bởi vì tại sao thì chúng ta cũng biết rồi nói qua thì đơn giản là nếu như putin là người không có tài không có đức ấy thì phương tây người ta cũng không quan tâm đâu quý vị công nhận không ạ người ta không quan tâm tới những nhân vật như vậy cũng như là ở thế giới phương đông và phương nam thì người ta cũng chả quan tâm tới những ông olaf skol hay là ông boris johnson đúng không, quý vị cho nên là bản thân ông putin là một người có tài và ông thay đổi vận mệnh của nước nga vốn trên bờ sụp đổ và tất nhiên là ông sẽ bởi vì ông có tài cho nên ông ấy sẽ đe dọa tới cái vị thống trị của thế giới phương tây và rõ ràng là không phải sẽ nữa mà ông đang đe dọa rồi. Cho nên tất cả những cái sự kiện nó xảy ra thì người ta toàn mượn bàn tay của những sự kiện đó để mà người ta gắn ghép những cái câu chuyện bôi xấu hình ảnh của Putin. Trong đó thì nó có một cái câu chuyện lớn nhất, đúng không ạ? Lớn nhất đó là người ta luôn nói về việc Putin bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Không phải là chiến dịch quân sự đặc biệt, mà đó là một cái cuộc chiến mở màn cho một cái cuộc chinh phục của Putin. Hồng khôi phục lại cái đế chế Nga của thời đại đế Peter. Đúng không, quý vị và ông Putin cũng muốn biến ông ấy trở thành, thông qua việc đấy, trở thành cái người gọi là cai trị tuyệt đối ở nước Nga và vĩ đại nhất, thậm chí hơn cả người đang vĩ đại nhất là Peter the Great có nghĩa là Peter Đại Đế. Thế nhưng là phương Tây lại không tính toán được các cái đường đi nước bước của Putin hay là hay nói đúng hơn là họ cũng không đoán được cái ý trời, đúng không ạ? Chúng ta hay gọi là ý trời. Cuộc chiến Trung Đông xảy ra thì bây giờ cũng không ai biết bàn tay thực sự người nào đứng đằng sau để giật dây. Chúng ta chỉ biết là Hamas, họ thích là họ đánh, đúng không ạ? Chả có kế hoạch gì cả. Họ khổ, họ thích, và họ tích lũy đủ vũ khí nó đánh thôi bản thân họ là kẻ thù của Israel cho nên họ đánh là cái chuyện đương nhiên không có ai giật dây thì họ cũng đánh cho nên là cái việc mà có người giật dây ấy, thì tỷ lệ nó rất thấp cho nên chúng ta không bàn là của ai nữa nhưng mà chúng ta chỉ thấy là đương nhiên là họ có vũ khí là họ đánh đấy là cái điều mà chúng ta thấy là họ đã chuẩn bị những đường hầm như thế thì có nghĩa rằng là họ đã chuẩn bị từ rất nhiều năm nay rồi thì không thể nói rằng là một cái đất nước nào đó mà cách đây năm 10 năm nói với Hamas là ông chuẩn bị xây đường hầm đi để năm năm sau ông đánh tấn công chúng nó. Quý vị công nhận không ạ? Cho lên đây là chính là cái chúng ta nhìn thấy là cái kế hoạch của Hamas đã. Thế còn tất nhiên có rất nhiều điều người muốn cái điều đó xảy ra. Nhưng mà trong khuôn khổ của chúng bài viết thì chúng ta cũng không nói về việc này. Mà chúng ta nói về việc là nước Nga và Putin đã được lợi như thế nào trong cái cuộc chiến Trung Đông. Ngoài những vấn đề mà chúng ta nói từ ban đầu. Chúng ta nhớ nhé, cái bối cảnh là chúng ta bỏ qua cái khía cạnh cuộc chiến ở Ukraine liên quan tới việc nguồn lực và sự tập trung. Bởi vì chúng ta nói về cái đấy nó hơi nhiều rồi. Thế thì để mà trả lời một cách ngắn gọn, chúng ta có, tôi có thể trả lời cho quý vị một cái câu nó chỉ trong một câu thôi. Có nghĩa rằng là cuộc chiến ở Trung Đông nó đã phơi bày bản chất của những lời cáo buộc, những cái lời dối trá của truyền thông lãnh đạo phương Tây nhắm vào Putin. Chúng ta biết là kể từ đầu khi cuộc chiến xảy ra, đúng ạ, 2 năm rồi và đến thời điểm bây giờ thì ở trên mạng nếu quý vị lên mà quý vị đọc, quý vị sẽ thấy một điều rằng nó tràn ngập những cái thông tin của phía phương Tây, vừa nghe vừa bình luận, vừa phân tích, vừa chém gió, vừa kiểu như comment dạo đều nói rằng cuộc chiến ở Ukraine thực chất là một cái cuộc trinh phạt của Putin để mà khôi phục lại cái đế quốc nga và thậm chí là khôi phục lại liên bang xô viết tức là liên xô và ông putin muốn trở thành một trong những huyền thoại đúng không ạ gọi là vĩ đại nhất mọi thời đại của cái đế quốc nga đó mà nhiều người gọi là cái gì putin đại đế đúng không ạ và người ta cho rằng là ông putin ông ấy đã mơ về cái giấc mơ này từ nhiều năm nhiều chục năm nay rồi có thể nói khi ông ấy nói về sự sụp đổ của Liên Xô như là một cái thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20, thì người ta đã nói về cái giấc mơ của ông ấy từ cái thời ông nói như vậy. Và không còn nghi ngờ gì nữa. Đại khái là phương Tây chắc như đỉnh đóng cột. Những lời trích dẫn của Putin về Peter Đại Đế thì trong những tờ báo, họ đều nói rằng như vậy rõ ràng. Mục tiêu và giấc mơ của Putin là ông ấy sẽ thực hiện những sứ mệnh lịch sử của mình để mà khôi phục lại những ngành vĩ đại nhất của nước Nga trong quá khứ. Và với một cái dự án khổng lồ như vậy liên quan đến đế chế Nga thì rõ ràng là Ukraine và một loạt các cái nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây chắc chắn sẽ trở thành một những cái mục tiêu tất nhiên trong cái con đường mà ông ấy chinh phục trong cái con đường chinh phục của ông ấy để mà xây dựng lại cái đế chế như đã nói. Và như vậy thì thế giới phương Tây đã đồng loạt đăng những hồi chuông cảnh báo về các nước lân bang của nước Nga là phải chuẩn bị cho những tình huống mà chắc chắn sẽ xảy ra trong cái cuộc trinh phạt của Putin. Và bắt đầu chính là cái cuộc chiến ở Ukraine. Và tất nhiên bây giờ quý vị ạ, tất nhiên bây giờ ở Ukraine thì người dân người ta vẫn gọi là cái cái suy nghĩ đấy nó vẫn là suy nghĩ chủ đạo trong đầu người dân Ukraine nhé. Và đến ngày hôm nay thì tôi đọc những comment thì nó cũng có vô vàn luôn. Nó vẫn còn rất rõ và chính phế cho nên là tôi đã phải nói tới cái câu chuyện này. Nhưng mà trên thực tế, đúng không ạ, thì những gì xảy ra ở Ukraine trong 2 năm, gần 2 năm vừa rồi cho thấy một điều rằng là những cái kế hoạch của người Nga và Putin ở Ukraine nó còn lâu mới liên quan đến việc Putin chiếm những thành phố những làng mạc những phần lãnh thổ to lớn của nước ukraine chứ chưa nói gì tới các nước lân bang và ở đây nó liên quan tới cuộc chiến ở trung đông khi chúng ta có thể có một cái sự so sánh một cách tương quan giữa việc putin đã làm gì với quân đội của mình ở ukraine và netanyahu đã làm điều gì tương tự với lại giải gaza để quý vị hình dung thì chúng ta đã có rất nhiều những thông tin cụ thể về việc ngày 24 tháng 2 năm 2022 Putin đã đưa vào Ukraine tổng cộng 190.000 quân. Còn uh, trong một cái sự phản ứng của chính phủ Israel vào ngày cho cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 thì họ đã huy động ít nhất 300.000 quân xung quanh giải Gaza để bắt đầu cái chiến dịch đổ bộ của mình và tấn công trực tiếp vào giải Gaza. 300.000 quân so với 190.000 quân. Nhưng một cái điều nó đáng nói nữa và nó đáng nói hơn ở đây chính là cái diện tích của cái chiến trường. Ở dài Gaza thì chúng ta thấy nó chỉ là một cái một cái diện tích lãnh thổ nó trải dài, nó hình hẹp dọc theo bờ biển địa trung hải. Dài khoảng độ bao nhiêu? Khoảng 30 km, đúng không? mấy km và 10 10 km chiều rộng. Ờ, đúng rồi, chiều rộng, dài 30 mấy km. Tức là tổng cộng thì nó khoảng độ uh, 300 đúng không ạ? 300.000 km vuông. Vâng nhầm, nhầm toán rốt quý vị, 30 30 mấy nghìn km. 30.000 km vuông thì cho nó chuẩn. Và ở trong 30.000 km vuông đấy thì giải Gaza nó chứa đến 2,2 triệu người. Còn ở Ukraine thì chúng ta thấy một điều nó tương phản như thế nào. Ukraine là một cái đất nước mà lớn nhất châu Âu. Nếu mà loại bỏ Nga ra khỏi châu Âu thì nó lớn nhất châu Âu. Chỉ thua mỗi Nga thôi. Để mà tính toán nhân nhức thì tôi chắc chắn sẽ lại sai lầm một lần nữa. Nhưng để quý vị hình dung là diện tích của Ukraine gấp 1.600 lần diện tích của giải Gaza. 1.600 lần quý vị ạ. Và dân số Ukraine thì gấp 20 lần dân số của giải Gaza. Vâng, như vậy chúng ta thấy rằng là một cái sự tương phản cực kỳ lớn, đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn xem, quân 190.000, còn ở Israel 300.000. Ở đây là chúng ta có 30 km vuông đúng không ạ? Vâng, 300 km vuông. Tôi vẫn hay nhầm Vâng vừa tra từ điển rồi 365 km vuông ừ. và diện tích của Okinawa gấp 1.600 thôi không nhân được nữa rồi có nghĩa rằng nó là vô hạn đúng ạ à, dân số dân số 40 triệu so với lại dân số 2,2 triệu so với lại 44 triệu Vâng và chúng ta để ý 190.000 quân Đúng không quý vị? Đấy, cái câu chuyện chúng ta đang muốn nói ở đây là Israel đã tung vào cuộc chiến ở một cái giải đất 300 km vuông với lại 300.000 quân và 2,2 triệu dân Palestine. Còn Nga đã tung vào trận địa của họ 190.000 quân cho một cái diện tích gấp 1.600 lần cái khoảng 360 km vuông và dân số 44 triệu dân. Và đây tất cả là những thông số lặp đi lặp lại. Tôi rất kém về con số quý vị thông cảm nhé. Và để tưởng tượng rằng là Israel đã tung vào một lực lượng quân gấp rưỡi lần quân của Nga để mà vào một cái khu vực nhỏ tí xíu bằng một vài phần trăm của lãnh thổ Ukraine để chiến đấu với lại một đội quân du kích từ một lực lượng dân số 2,2 triệu mà bây giờ họ đang rất chật vật. Hay chúng ta nói ngược lại là Putin đã huy động một cái đội quân chỉ bằng 2 phần chưa đến 1 2 phần 3 quân đội của Israel để mà chinh phục một cái đất nước nó to hơn gãi Gaza gấp nhiều nghìn lần. Đồng thời là chinh phục tất cả các nước xung quanh của nước Nga. Vậy thì chúng ta có tin được không quý vị? Bây giờ chúng ta thử đi những cái con số một cách tương đối với lại những cuộc chiến khác lớn ở châu Âu để chúng ta xem cái sự tương quan nó như thế nào. Năm 1941, Đức đã tấn công Pháp và cuộc tấn công của Đức nó huy động lên tới 3,3 triệu lính, đúng không ạ? Cái kỹ thuật kiến thức từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chắc đa số quý vị nghe xem chính trị đều nắm được. Khi Đức tấn công Ba Lan vào năm 1939, tuy là họ chỉ có 1,4 triệu quân nhưng mà cũng là 1,4 triệu nhưng mà huy động một lực lượng tăng thiết giáp khổng lồ và lối đánh tia chớp. Lúc bấy giờ quân Ba Lan còn đang cưỡi ngựa. Còn uh, năm 1920 Liên Xô cũng tấn công vào Ba Lan và lúc bấy giờ họ cũng đã mang tới 900.000 quân. Năm 1812 Napoleon tấn công vào Nga mang theo 500.000 quân. Lúc bấy giờ dân số Nga chỉ có hơn 20 triệu người. Năm 1945 Người Mỹ tấn công vào Đức và đồng minh của họ, lúc bấy giờ người Mỹ mang theo 1,5 triệu quân. Ở Việt Nam thì chúng ta biết Mỹ tấn công vào Việt Nam tổng cộng binh lính đâu đó nhiều triệu người, những người phục vụ lên tới hàng nhiều triệu nữa, đúng ạ? Như vậy nói như thế để mà quý vị hình dung chung cùng chúng tôi rằng là Putin đã mang vào Ukraine một cái đất nước siêu to khổng lồ với 190.000 quân là một cái con số rất 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 nhỏ để mà nó tương quan với những thứ mà chúng ta nói về một cuộc chiến. Quý vị công nhận không ạ? Một cuộc chiến trinh phạt. Và điều này nó nói lên cho chúng ta một cái vấn đề nó rất đơn giản. Thông qua cuộc chiến ở Trung Đông để chúng ta đối chiếu với cuộc chiến trong quá khứ. Để chúng ta đi tới một cái kết luận rằng là cái cuộc tấn công của Putin và nước Nga với 190.000 quân đó không phải là một kế hoạch để trinh phạt toàn bộ Ukraine cũng như các miền đất khác một cách rất đơn giản không cần phải suy nghĩ nhiều đúng không quý vị thậm chí những nhà học giả quân sự chính trị lỗi lạc uh, thời hiện đại của uh, Mỹ như là những ông như là John Mears hay là kể cả những ông như là Đại tá Macriwa và rất nhiều ông khác họ nói rằng là không có bất cứ một cơ hội nào cho một cái đội quân 190.000 quân mà có thể chinh phục được cả Ukraine cả. Điều đó là một điều không có khả năng, không thể xảy ra. Và nhiều người nói rằng là để mà chinh phục được toàn bộ Ukraine thì không biết là nước Nga còn có thể làm được hay không. Tức là nếu nó về mặt quân số. Người ta là không biết là Nga có thể huy động được một cái lực lượng quân số đủ lớn để có thể tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực mà có thể chiếm chọn được Ukraine hay không với cái cách đánh như hiện nay. Nhiều người nói rằng Ít nhất họ phải có 2 triệu quân. Người thì nói là 2 triệu không ăn thua, phải 3 triệu. Người thì nói 5 triệu. Người thì nói rằng là Nga lên tổng động viên toàn nước để đạt con số 10 cho đến 30 triệu quân. Và phải trang bị tới tận răng cho lực lượng này và sẵn sàng hy sinh tới 1 phần 3. Đúng không ạ? Để mà vượt qua bờ sông Rapper. Vân vân. Có nghĩa rằng ý là cho chúng ta thấy một hình dung là để mà có thể chiếm được Ukraine thì người Nga sẽ phải đổ rất nhiều xương máu và tất nhiên nó liên quan đến cái số lượng quân hàng triệu người đúng không ạ thế thì 190.000 quân thì nó làm gì nó bỏ dính răng làm sao mà có thể kết luận được là giấc mộng Putin mở đầu cuộc chiến Ukraine bằng việc chinh phục hoàn toàn gọi là đất nước Bạch Nga tiểu Nga Nga mới Nga cũ như vậy để nói một cách khoa học mà nói thì bất kỳ một cái sự gợi ý nào của truyền thông và chính phủ phương Tây cho rằng Putin có thể đánh chiếm Ukraine và, và các quốc gia châu Âu khác với dưới 200.000 quân. Mình có thể khẳng định một cách khoa học và logic đó là những cái tuyên bố nó xa rời sự thực. Và nếu không muốn nói là nó là lời nói dối trắng trợn, chơi chẽn, chớ trêu. Với cái con số 190.000 quân đấy thì kể cả là dọn hết tất cả đường phố để cho Nga tiến vào Kiev thì với quân số đấy Nga không đủ quân để mà bao vây Kiev. Nhìn chung là không gây ra tổn thất đáng kể nào cho Kiev cả. Khi mà cái dân số của Kiev nó còn lớn hơn ở giải Gaza. Quý vị công nhận với tôi không ạ? Những cái thị trấn ở sát miền Đông đánh nhau còn loe kèn ra như thế. Thế rồi vào Kiev nó toàn tòa nhà cao hàng mấy chục tầng. Đúng không ạ? Làm sao mà đánh được. Muốn đánh như thế thì họ phải bao vây, họ phải bao vây vào có một số lượng lực lượng quân khổng lồ, nguồn lực khổng lồ, hậu cần khổng lồ và có một thời gian cũng khổng lồ thì họ mới có thể đánh chiếm được Kiev Và tất nhiên là họ sẽ chết rất nhiều. Có thể số lượng chết nó lớn hơn chính cái đạo quân 190.000 quân đấy, cũng không biết chừng. Và như vậy chúng ta đi tới một kết luận. Đúng ạ. Đó là luận điệu để mà bôi nhọ Putin và nước Nga, để mà lấy cớ nói với lại các nước Châu Âu rằng các ông không đoàn kết, các ông không đóng tiền, các ông không uh, hỗ trợ, các ông không chống Nga từ bây giờ thì chắc chắn là các ông sẽ mất nước với giấc mộng bá chủ của Putin. Đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ cuộc chống ở Trung Đông nó đã vạch mặt bộ mạch vạch mặt cái vạch trần bộ mặt của truyền thông và giới chính trị phương Tây rõ ràng rồi. Thực ra con số đấy nếu ai để ý thì người ta biết ngay. Nhưng mà những người phương Tây người ta đâu có chịu nghĩ đâu. Người ta nghe nguồn luận điệu về giấc mộng Putin, đúng không ạ? Thì những nước Baltic đã cuống cuồng lên rồi. Putin giấc mơ là chinh phục Baltic, đúng không ạ? Và sau đó là lưu đầy dân Baltic sang vùng Siberia để cho người Moscow đến những vùng Baltic để mà mở những cái nhà hàng rồi là chuỗi gì đấy ở bờ biển Baltic, vân vân và đúng là thông qua những thông điệp như vậy thì người Mỹ và phương Tây đã nhồi nhét vào đầu của các nước vùng trong uh, Đông Âu, Trung, uh, Trung Âu, đúng không ạ? Một cái tư tưởng là chống Nga, bài Nga và một hình ảnh Putin gọi là tàn độc, ác quỷ nhất thế giới và tất nhiên bây giờ họ phải trả giá cho những việc mà họ đã dễ dàng tin vào việc đấy bởi vì chính họ là hàng xóm của nước Nga. Lẽ ra người ta phải hiểu hàng xóm của mình nhất, đúng không quý vị? Vâng, vậy thì bây giờ chúng ta đã biết thừa sự thật như vậy. Thì cái câu hỏi nó đặt ra sau cái việc biết thừa đấy là thế tóm lại thì Putin định làm cái quái gì ở Ukraine với 190.000 quân? Vì công nhận không ạ? Ai cũng hỏi câu hỏi đó. Nếu như không phải là vì ông ấy muốn đánh chiếm, hủy diệt <laughs> hoặc là chinh phục Ukraine và bây giờ vẫn nhiều người Ukraine nói rằng là Putin chỉ có sở hữu, chỉ có mỗi sở thích là muốn nhìn thấy Ukraine chìm trong biển lửa thôi quý vị ạ. Chỉ muốn hủy diệt Ukraine, dân tộc Ukraine, tiếng nói Ukraine, văn hóa Ukraine thôi. Họ vẫn tin như thế. Bởi vì tôi tiếp xúc hàng ngày thông tin như vậy cho nên tôi thấy cái việc đó nó tràn ngập ở trong lòng xã hội Ukraine. Người ta bị đầu độc đúng không ạ? Nếu mà so về những tổn thất của dân thường ở Palestine thôi. Quý vị một lần nữa lại chứng kiến là chính truyền thông phương Tây. Và cái sự kiện ở Trung Đông nó lại một lần nữa nó vạch trần cái bộ mặt của truyền thông phương Tây. Đó là Putin không có ý định để mà hủy diệt Ukraine. Chỉ riêng trong 40 ngày đầu tiên thì cái tổn thất của dân thường 30 ngày đầu tiên. Ở Trung Đông nó đã lớn hơn toàn bộ tổn thất dân thường trong suốt 20 tháng cuộc chiến ở Ukraine và Putin làm tất cả để bom đạn của nước Nga không rơi vào đầu dân thường. Và ở cuộc chiến Ukraine, nó là một cái cuộc chiến mà con số của chính Liên Hợp Quốc đưa ra là tổn thất về dân thường nó thấp một cách kỷ lục, vô tiền khoáng hậu. Đúng ạ. Và một lần nữa thì chúng ta lại thấy một điều rằng là cái sự kiện này nó lại giúp cho Putin và nước Nga rất nhiều quý vị để ý đi thời gian gần đây là kể từ cuộc chiến trung đông xảy ra thì những tiếng nói mà thân nga những tiếng nói chuyển dịch từ việc chống nga sang trung lập và đồng cảm với nga nó càng ngày nó càng nhiều lên bởi vì người ta có những con số để người ta so sánh rồi là người ta có những cái thông tin trước đây người ta không nghe bởi vì người ta sợ điện kremlin tuyên truyền nhưng rõ ràng bây giờ người ta nhìn con số thì người ta biết đúng không ạ đã có một con số sự thật cộng với lại những dữ liệu ở những cái thông tin tin tức thì người ta sẽ có một cái sự quyết định rõ ràng hơn. Đó là người ta vẫn còn ghét người nga, đúng không ạ? Người ta vẫn còn bài người nga, nhưng rõ ràng là người nga đã không phạm những tội ác chiến tranh mà chính mấy cái tòa án icc dậm đời của chính các nước người ta bịa ra như vậy. Bởi vì nếu có thì bây giờ người ta đã bắt lệnh bắt ông Netanyahu và ông bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel từ lâu rồi. Đúng không, quý vị? Vâng, thế câu chuyện của chúng ta là chúng ta lại phải về câu hỏi là là ý định của Putin làm gì nếu như ông ấy chỉ tung 190.000 quân vào Ukraine. Rõ ràng thì đến bây giờ thì ai cũng biết sau cái bài phỏng vấn của cái ông gì hôm qua nhỉ, ông David gì mà gì chủ tịch của cái đảng đầy tớ của nhân dân Ukraine Cuộc phỏng vấn đấy nó đã lột trần tất cả một lần nữa quý vị ạ, bởi vì là cũng không tình cờ mà bây giờ cuộc phỏng vấn ấy nó lại nổi lên trên mặt báo bây giờ. Tóm lại là Putin chỉ có một cái yêu cầu duy nhất lớn là các ông hãy trung lập vĩnh viễn. Mà chúng ta thấy trung lập nó có phải là cái vấn đề gì nó gây gớm quý vị. Thậm chí đấy là một cái danh hiệu cao quý. Quý vị công nhận không ạ? Putin theo ông David nói là Putin chỉ yêu cầu một vấn đề là chúng tôi không được phép gia nhập vào NATO. Hết phim, đúng không ạ? Còn những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo vân vân thì đó không phải là vấn đề lớn. Miễn là Ukraine tôn trọng những người nói tiếng Nga. Đấy thế thì cái câu chuyện là cái quan điểm của nước nga là người ta quan tâm tới vấn đề an ninh của họ khi mà ukraine có thể trở thành thành viên của nato và với một đạo quân như thế với cái tinh thần dân tộc cực đoan như thế và có những cái dấu hiệu của chủ nghĩa phát xít như vậy thì tất nhiên với khả năng bài nga với cái tinh thần bài nga như vậy thì nó sẽ trở thành một cái mối đe dọa an ninh cực lớn cho phía nga nhưng mà cuối cùng là ông david ông nói rằng tôi không biết làm thế nào đúng không ạ chúng tôi đã phải từ chối. Bởi vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Bởi vì chúng tôi không tin người Nga. Và bảo là các ông tại sao không tin người Nga? Bởi vì là người Anh mấy người người nói tiếng Anh người ta nói với chúng tôi là người Nga không tin được. Mặc dù là người Nga mới lại chúng tôi thì là anh em. Còn chúng tôi mới lại mấy người Anh đấy chỉ là thấy người sang bắt quản làm họ thôi. Đúng ạ? Nó liên quan quái gì đến những người Slaver đâu. Nhưng mà cuối cùng là những người nói tiếng Anh những người tóc xù tóc rối trông như một gã say xỉn đến bảo mấy chúng tôi rằng là người nga không đáng tin cậy bằng người anh chúng tôi đúng không ạ và sau đó là chúng tôi đã vác xẻng để choảng nhau với lại người anh em của mình và bây giờ mấy cái thằng say xỉn đấy thì nó cũng bị bật bãi từ lâu rồi không khéo là sau này nó phỏng vấn nó lại bảo là à, hôm đấy là tôi uống hơi nhiều tôi hơi quá mồm quá lời Lẽ ra tôi phải khuyên các ông là hòa bình với người nga, nhưng mà bởi vì lúc bấy giờ tôi có tí cồn và cho nên tôi hơi ngáo. Và nếu quý vị không tin thì chúng ta có thể quay trở lại một cái lá thư của Putin, trong đó có rất nhiều điểm. Nhưng một cái điểm quan trọng nhất mà tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tự mồm mình nói ra cách đây không lâu, bản thân ông ấy đã nói một điều rằng là Putin đã gửi cho chúng tôi một cái uh, hiệp ước trong đó chúng tôi uh, hứa với lại nước Nga rằng là NATO sẽ không kết nạp Ukraine. Đó chính là những gì ông ấy quan tâm nhất. Và đó chính là một cái điều kiện để ông ấy không có xâm lược Ukraine. Và tất nhiên tôi đã không ký. Chúng ta nhớ không ạ? Chính Jens Stoltenberg đã nói như vậy. Chính đài BBC cũng đã phát đi một cái video của mình. Sau khi cuộc chiến bùng nổ 2 ngày, ngày 26 tháng 2 năm 2022. Họ nói rằng là người Nga nói rằng cuộc khủng hoảng đã có thể giải quyết nếu như phương Tây đã đồng ý với những yêu sách về vấn đề Ukraine không bao giờ gia nhập NATO. Và như vậy thì với những cái hành xử mà nó trịch thượng, cao ngạo và nó bất chấp như vậy, đúng không ạ, để phục vụ quan thầy của thế giới ngầm thì Putin gần như à, ông không còn một cái lựa chọn nào khác, bắt buộc cuộc chiến phải diễn ra, đúng không ạ? Để mà xử lý đi cái vấn đề an ninh quốc gia của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia, đó là một cái điều đương nhiên. Và chúng ta thấy rằng là dẫn tới cái việc mà thỏa thuận hòa bình ở Istanbul, thì từ thời điểm tháng 2 đến tháng 4, kế hoạch của Putin đã gần như là thực hiện được, đúng không ạ? Là trong hai tháng đấy thì Nga đã đập tan cái đạo quân quan trọng nhất của Ukraine ở tuyến miền Đông Nam. Rồi họ đem Ukraine lên bàn đàm phán và chuẩn bị đạt được những cái thỏa thuận hòa bình cho đến khi ông Boris Johnson xuất hiện. Và trong thỏa thuận hòa bình đấy, quý vị cũng đã biết là ông Putin đã khoe với lại toàn bộ cái hội đồng của Châu Phi, đây là thỏa thuận hòa bình, toàn là do Ukraine đưa lên, danh sách quân số, danh sách trang thiết bị, danh sách uh, xe tăng, đúng không ạ? vân vân, chúng tôi chỉ quan tâm tới một điểm là Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO nữa. Đấy. Và lúc bây giờ thì chúng ta cũng biết một điều rằng là nếu Ukraine mà chấp nhận những yêu sách của Nga về việc trung lập, liên quan tới cái thỏa thuận đó thì không những họ đã không để cuộc chiến tàn khốc này xảy ra mà họ còn thu hồi lại gầu như tất cả những lãnh thổ đã mất đúng không quý vị? tất cả những lãnh thổ đã mất của vùng Donbass vốn là một cái vùng giàu có và quan trọng đối với họ thế nhưng mà cuối cùng là chỉ vì một cái chuyến biến thăm của một cái người mà quý vị đã nhìn thấy trên bước trên tàu xuống chật vật trong ngày hôm qua thôi mọi chuyện đã bắt đầu một cái bi kịch. Và cái bi kịch đấy bây giờ nó thực sự như chúng tôi nói, nó chỉ bắt đầu thôi quý vị ạ. Nhiều người nói rằng là nó chuẩn bị hồi kết, nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ bắt đầu mà thôi. Và nó không biết nó sẽ diễn đến cái mức độ như nào, đúng không ạ? Bởi vì phương Tây không thể cho phép họ thua người Nga được. Đấy là một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là họ không thể để cho phép được. Và tất nhiên có cửa thoát ra, nhưng mà cái cửa đấy nó rất hẹp, đúng không ạ? còn người nga thì đương nhiên là không bao giờ được phép thua bởi vì người nga mà thua thì có nghĩa là chấm hết với họ luôn họ không còn bao giờ có thể xưng hùng xưng bá được nữa và cơ, cơ bản đối với chính quyền của ông putin thì cũng rất khó để có thể tồn tại cho nên về phía người nga nó là một cái điều uh, nó như là một cái điều bất khả đúng không ạ họ không thể thua mình nói đơn giản như vậy cho nên như thế tôi mới nói rằng bi kịch hay nói đúng hơn là một thảm kịch nó chỉ mới vừa bắt đầu những cái chương đầu mà thôi nó còn chưa đến những cái cao trào và như vậy chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì uh, những người nói tiếng anh đã nhồi nhét vào ukraine những cái tư tưởng nào đó những cái mệnh lệnh nào đó và sau đó nhiều quý vị bảo là đâu uh, khi mà ukraine người ta đưa ra một cái xác lệnh cấm đàm phán hòa bình là bởi vì sự kiện bucha xảy ra quý vị thử để ý xem là cái gì nó có trước đúng không ạ sự kiện Buka nó có trước hay là sự kiện cấm đàm phán hòa bình nó có trước? Nếu quý vị chỉ nhìn vào yếu tố thời gian thì Buka nó có trước, đúng ạ? Rồi mới đến cái thỏa thuận hòa bình đó. Ở cái lệnh mà cấm hòa bình đó. Nhưng thực tế về logic ấy, là cái lệnh hòa bình cấm hòa bình đấy nó có rồi thì người ta mới dựng ra cái Buka. Đúng ạ? Sau khi mà phương Tây những người nói tiếng anh và ông zelensky đã quyết định rằng chúng ta sẽ chiến đấu chúng ta sẽ đánh bại putin một cách dễ dàng chúng tôi sẽ ở với bạn đến khi nào mà bạn chán thì thôi đúng ạ thì có nghĩa rằng là không có đàm phán hòa bình họ biết gì được cả à? các ông đang vất đi cơ hội tuyệt vời để lấy lại tất cả mọi thứ và đánh bại putin và tan rã nước nga và thậm chí là cũng có thể chiếm lại thêm được những phần mà mình đã có nữa mất đã đúng ạ thế thì cái câu chuyện như thế thì người ta mới bàn cách làm thế nào để hợp pháp hóa chuyện này để mà cấm đàm phán hòa bình đúng không ạ để mà phương tây cộng đồng của các nước con cừu như là eu những người phương tây không nói tiếng anh đồng lòng với các ông viện trợ cho các ông và tiếp tục lên án chống người nga thế thì chúng ta phải có một cái bu cha thế thì câu chuyện đấy nó mới là logic chứ Chứ còn là nói là bảo là thảm họa Pucha diễn ra xong để cấm đàm phán hòa bình nó có liên quan gì đâu, nó chả liên quan gì cả. Đúng không ạ? Tại sao một cái thảm kịch Pucha xảy ra mà lại cấm đàm phán hòa bình? Quý vị thử giải thích cho tôi là tại sao? Nó không liên quan, đúng không ạ? Câu chuyện nó chỉ là một cái cớ được tạo ra, được dựng ra một cái thảm kịch như thế để một mũi tên bắn rất nhiều đích. Một, phương Tây cấm Ukraine đàm phán hòa bình để trong trường hợp Ukraine dám đi đêm đúng không ạ để đàm phán hòa bình với nga cho nên đã có cái sự kiện đó thứ hai là để mà làm trầm trọng hơn nữa những cái việc mà quan hệ của nga với lại phương tây với toàn bộ thế giới nữa vì làm xấu hình ảnh của nga như thế thì nó là hoàn toàn nó hợp với lại một những cái người tay chơi chính trị theo kiểu sử dụng những cái tà thuật quý vị công nhận không ạ và nó có thành công không? có thời gian đầu nó cũng rất thành công đấy và đến năm nay thì nó vẫn diễn ra nhiều thảm kịch như thế nhưng mà nó thất bại rồi bởi vì bây giờ không ai người ta quan tâm nữa và cái sự kiện cuối cùng diễn ra ở constantinip khi mà ukraine bắn tên lửa vào cái thành phố của những người thân nga đúng không ạ giết chết những chính những người dân của mình thì bây giờ còn ai tin nữa đâu phương tây không nói nhưng mà biết thừa một điều rằng lúc bấy giờ họ cũng không thể chấp nhận được những gì mà ukraine làm nữa đúng không ạ và lúc bấy giờ thì eu cũng đã hiểu ra à sự chuyện cha nó cũng không như là mình đã từng nghĩ mình không được tham gia đúng ạ người anh nói với mình như vậy chứ đâu mình có đâu được biết cái kế hoạch của nó như nào đâu và quý vị cũng sẽ thấy sau những sự kiện ở Trung Đông sự kiện ở Ukraine thế giới Anglo-Saxon sẽ vẫn, vẫn vẫn mất mất đi cái vị thế bá chủ của mình là cái điều chắc chắn chỉ có điều là họ có những thứ nó quá đi sâu vào lòng đất. Đó là tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai là cái đồng đô la. Đồng đô la thì theo thời gian nó có thể bị sói mòn, nhưng mà cái tiếng Anh nó rất là khó. Và cái điều nó đáng chớ trêu nhất là đến ngày hôm nay, phương Tây, người Anh, người Mỹ muốn Ukraine ngồi vào đàm phán để hòa bình với Nga. Chúng ta không biết rằng là họ đàm phán hòa bình để đóng băng xung đột để làm gì. Tất nhiên, là không bao giờ họ tha cho Ukraine. Nói thẳng ra một điều là như vậy. Có nghĩa rằng nó sẽ có cuộc chiến tranh Ukraine lần 2, lần 3, lần vân vân. Bởi vì nguyên tắc của những người nói tiếng Anh là những cuộc chiến bất tận, chứ không phải là một cuộc chiến thắng. Đúng ạ. Thế nhưng điều chớ trêu là bây giờ Nga không quan tâm nữa. Putin bây giờ không phải Putin ngày xưa nữa. Putin vào thời điểm tháng 4 năm 2022, Lúc bấy giờ đã có những thông tin về việc nền kinh tế Nga đang gặp vô vàn khó khăn và mặt Putin thì lúc nào cũng trông như kiểu bị sợ chết, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì trông Putin cứ như kiểu là ngày nào cũng đi mát xa đấy, đúng không ạ? Trông rất thư giãn. Ý tôi nói rằng vị thế của nước Nga ngày hôm nay nó đã khác hoàn toàn với lại cái vị thế của họ cách đây một năm, hơn năm, năm rưỡi. Đúng ạ? Nó cũng giống như chúng tôi nói với quý vị về cái cái giai thoại của Lã Bố với Tào Tháo. Lúc Tào Tháo đứng dưới thành nói chuyện với Lã Bố thì Lã Bố kinh kiệu. Đúng không ạ? Còn đến lúc mà cũng những câu nói đấy thì Lã Bố van xin thì lúc bấy giờ Lã Bố đang đứng dưới thành còn Tào Tháo thì đứng trên thành. Hay nói đúng hơn là Lã Bố đang bị nằm trói ở dưới thành. Và như vậy Putin có đồng ý với lại cái hòa bình bây giờ không? Không bây giờ ukraine nói rằng thôi cả đời này bố bảo thì em cũng không dám vào nato nữa anh cho em xin thì nga cũng không quan tâm nữa rồi và nato bây giờ có nói rằng là tôi thề không bao giờ dám nhận cái thằng nghiện đấy nó vào tổ chức của tôi nữa đúng không ạ hãy ký hợp ước hòa bình thì nga cũng không quan tâm nữa như lời menvedev đã nói rồi một năm trước khi chúng ta đưa ra những yêu sách thì họ còn kênh kiệu và đối xử cư xử một cách là trẻ con và cuồng vọng ảo tưởng còn bây giờ thì họ đang năn nỉ chúng ta để chúng ta xem xét những thứ mà chúng ta đã đưa cho chính họ cách đây đúng một năm vâng chính menvedev đã nói câu đó như chế trêu quý vị đúng không ạ chúng ta thấy là cười người hôm trước thì hôm sau người cười và cái thằng nó cười sau cùng thì bao giờ nó là cái thằng nó cười toát miệng. Để chốt lại một cái hệ tư tưởng trong những cái việc liên quan đến Nga và cuộc chiến Ukraine, thì chúng ta thấy rằng động lực đằng sau quan trọng nhất liên quan đến cuộc chiến này đó là sự kháng cự của người Nga đối với lại sự mở rộng một cách điên cuồng của NATO về biên giới nước Nga. Nhưng mà để mà biện hộ cho tất cả những hành động điên cuồng đó, thì chính phủ Mỹ và chính phủ các nước phương Tây phải bao biện nó bằng một cái việc là gán ghép cho những hình ảnh xấu xí về người nga bằng việc là thay việc họ mở rộng với biên giới nước nga thì bây giờ họ bịa ra một câu chuyện là putin đang cướp đất để mở rộng với biên giới của họ quý vị công nhận đúng không ạ thay vì là họ đang đi mở rộng đang đi bành trướng thì họ đi vẽ ra một cái câu chuyện nó ngược đời là chính là người nga lại đi là người bành trướng người xâm lược để mà biện hộ cho hành động như vậy và đến bây giờ thì tất cả nó đã cháy nhà ra mặt chuột dân chúng ở các nước nói tiếng Anh họ cũng đã hiểu vấn đề và đó là lý do mà chúng ta thấy cũng chính họ nói Putin nuôi mộng trở thành một Peter Đại đế thứ hai thậm chí còn vĩ đại hơn cả Putin Đại đế Peter Đại đế thứ nhất đúng không ạ và thậm chí là còn khôi phục lại cả cái Liên bang Xô Viết nữa và cái khởi điểm một cái cuộc chiến trung đông bùng nổ nó đã làm cho thế giới sáng mắt tất cả những bộ mặt của phương tây bộ mặt nạ của phương tây nó đã rơi xuống đúng không ạ và bây giờ thì người ta đã hiểu tại sao là trong mắt của cộng đồng các quốc gia phương tây và thậm chí là phương nam người ta luôn đưa một cái hình ảnh về putin như là một cái kẻ độc tài một cửa kẻ tàn ác và một người nuôi mộng bá chủ thế giới trong khi những kẻ làm điều đó chính là những kẻ bá chủ thế giới. Hay nói đúng hơn là muốn duy trì cái vị thế bá chủ thế giới vốn nó đang suy tàn dần. Và nhân cái câu hỏi này thì đã qua vài cái thông tin nó liên quan tới việc đó. Chúng ta có thể đến thông tin của ông Douglas Macriwa, người mà chúng tôi hay trích dẫn lời với quý vị Tuy tư tưởng của ông ấy thì uh, thực tế là nó cũng có cái gì nó khá bài Ukraine, uh, bởi vì ông biết sự thật, ông ấy biết vấn đề của ông Zelensky và đất nước Ukraine. Nói mà nói ông bài thôi nhưng thực tế là ông nói sự thật, đúng ạ? Chỉ quá là cái cái cảm tính của ông ấy là ông ấy không có giấu. Cho nên là những cái điều ông nói là có những cái tính tự sự thật nó rất cao. Còn liên quan đến vấn đề quân sự thì tôi nghĩ rằng ông là một người hơi có màu hồng quá khi nói rằng nga có thể chiến thắng một cách dễ dàng đúng không ạ thế nhưng mà những phần còn lại thì nó rất đáng nghe ông nói rằng là cho dù các bạn có nghe thấy trên các cái kênh truyền thông chính thống như thế nào đi ăn nữa thì các bạn phải hiểu một điều rằng là washington của chúng tôi bây giờ đang tê liệt mà washington đấy thì cũng đã một thời 4 năm liền ông ấy làm tư vấn cấp cao của bộ quốc phòng dưới thời của ông trump Chúng tôi bị tê liệt và run sợ bởi vì một loạt những cái cảm xúc. Đó là cảm xúc tự kiêu, cảm xúc tự ti, cảm xúc ngạo mạn và cảm xúc ngớ ngẩn. Chúng tôi đã mắc một loạt những cái sai lầm một cách bền vững trong tất cả những khía cạnh quan trọng của các chính sách ngoại giao, các chính sách quốc phòng ngoại giao của chúng tôi quốc phòng của chúng tôi bây giờ nó không khác gì một cái đống bãi rác chúng tôi có một cái đường biên giới mở chúng tôi đang có một nền kinh tế thất bại đang lao đầu về à, suy thoái và có một cái hệ thống tài chính đang thoái hóa biến chất đừng như chúng tôi vâng và, và dường như là tất cả mọi thứ nó đang chống lại người mỹ hôm nay chúng tôi lại thấy những cái video này nó rất buồn cười quý vị ạ À, ở video đây chúng ta cùng đi qua xem một cái hình ảnh nó chỉ được một cái góc thôi nhưng quý vị thử xem nhá. À vâng, à, video này nó có bản quyền cho nên chúng ta bỏ qua. À, nhưng mà thông điệp nó sẽ như sau: à, người ta sử dụng cái công nghệ AI tức là công nghệ gì nhỉ? trí tuệ nhân tạo của Google của chính Google. Và câu hỏi đặt ra là có phải người Mỹ đã đổ bộ lên mặt Trăng hay không? Và những cái video À, và vì, và hình ảnh đấy có phải là hàng giả hay không? Thì à, cái trí tuệ nhân tạo của UG trả lời là việc Mỹ đổ bộ lên mặt trăng dưới những video và hình ảnh đấy hoàn toàn là giả. Vâng một tin rất thú vị, rất sốc, hoàn toàn là giả. Còn khi hỏi rằng những thông tin về việc Trung Quốc tiến hành ở trên trạm vũ trụ những hình ảnh mỹ miều đấy có phải là giả hay không? thì cái con AI đấy nó bảo là những thông tin đấy không có vấn đề gì, có nghĩa rằng thông tin là thông tin thật và sau đó thì khi Putin tiếp cận với lại thông tin như vậy, khi mà quan chức nga đặt ra câu hỏi cho Google, thì ông ấy mới nói rằng là thái độ của ông ấy không ngạc nhiên, ông ấy mới nói một cái câu rất là kiểu mang tính chất là nó 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 buột miệng, ông ấy bảo là thú vị thật À, dường như nó không hề có thành kiến <laughs> có nghĩa là putin đã biết trước rồi quý vị ạ vâng lần này chính cái con ai của google google là một cái thôi mình nói google nó nghe thấy nó đập cho một phát thì chết đúng không ạ tất nhiên chúng ta cũng biết là các công ty big tech các công nghệ của mỹ lớn hàng đầu thì họ phục vụ cho ai rồi đúng không ạ và tất nhiên họ không thể nào họ không phục vụ được quý vị nhé những công ty này thì nó kể cả công ty twitter của elon musk một cái người chống đối mỹ thì cũng không dám đi quá phận đúng không ạ thì chúng ta biết rằng những thứ mà như google làm tất nhiên là họ sẽ đứng về những cái phục vụ cho chính phủ là một cái chuyện đương nhiên và chúng ta cũng không ngạc nhiên về điều đó thế nhưng mà bây giờ chính cái con ai của nó làm ra thì nó lại vạch trần ra những cái gì người mỹ đã công bố rằng là họ đã đổ bộ lên mặt trăng cách đây hàng nửa thế kỷ và bây giờ với diễn biến như thế này liên quan đến cả Putin nữa thì có thể nói một điều rằng rất có nhiều người sẽ đi đến một cái kết luận một cách thoải mái miệng, đúng ạ, về cái sự vụ đổ bộ lên mặt trăng của người Mỹ. Vâng, nhân ngày luận tội à, của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thì chúng ta đã kết thúc một cái bài ngày hôm nay với một cái câu hỏi là thế giới sẽ như nào? Nếu như nước Mỹ đã không là một cái siêu cường Nếu nước Mỹ mà không là một siêu cường Thì tất nhiên họ đã không gây ra một loạt những cái cuộc chiến Trong suốt mấy chục năm vừa rồi, đúng không ạ? Kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt Bốn năm chục cuộc chiến Hàng nhiều triệu, chục triệu người đã thiệt mạng Trực tiếp, gián tiếp như vậy thì ý nói rằng nếu mà không có Mỹ thì có nghĩa rằng là thế giới của chúng ta đã hòa bình hơn một cách uh, logic đã đúng ạ uh, tức là nó sẽ không có hàng bốn năm chục cuộc chiến không có hàng nhiều các cuộc đánh bom như là chính thượng nghị sĩ Mỹ Ron Paul đã từng nói quý vị còn nhớ rằng ngày xưa cách đây vài năm thì ông nói những câu là uh, tôi không nhớ là bao nhiêu phút nhưng ông nói rằng cứ khoảng độ trên 10 phút thì người Mỹ lại bỏ bom, một bỏ một quả bom ở đâu đó trên thế giới. Cứ khoảng 11 12 phút. Và chúng ta thấy rằng là nếu cứ như vậy thì ở những khu vực Trung Đông, Châu Phi, những người phụ nữ trẻ em, đàn ông đàn bà mà bây giờ họ đang sống trong một cuộc sống bình thường, nhưng mà bất kể một thời điểm nào đó, kể cả những cái nước Mỹ của thời của ông Obama, Obama Người mà đã nhận được giải Nobel hòa bình cũng có thể mang UAV đến thả bom, bắn, đúng ạ? Và họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đấy là một chuyện mà có thể xảy ra. Tại sao nó lại có thể xảy ra được, đúng ạ? Và trong khi đó, chính Ron Paul cũng nói rằng trên thực tế chỉ có 2% của những cái người nạn nhân chết từ những vụ tấn công từ UAV của Mỹ là những cái mục tiêu mà thực sự phía Mỹ muốn tiêu diệt, đấy là chưa nói là có khủng bố hay không, nhưng đấy là thực sự là mục tiêu, 2%, còn lại 98% là dân thường. Và người Mỹ gọi 98% đấy là tổn thất bên lề, đúng không ạ? Tổn thất kiểu mang tính chất là rất xứng đáng để mà tiêu diệt được những tên khủng bố. Quý vị cứ tự tưởng tượng đúng không ạ? Người ta cũng sinh ra, người ta cũng uh, sống một cuộc sống bình thường, người ta cũng là con người, mà tại sao người ta lại có khả năng đối mặt với một cái chết bất ngờ từ một cái người da trắng, xa lắc, xa lơ. Đúng ạ. Và thậm chí là 98% là những người đó không biết là mình chết vì điều gì. Cứ 11 phút thì có một cái quả bom nó thả xuống như vậy. Thế thì tôi không cần phải nói dài dòng. Tôi chỉ cần lấy mỗi cái lời của cái ông thượng nghị sĩ Ron Paul. Bây giờ ông ấy cũng đang có ý định để mà ngày nào đó tranh cử tổng thống. Ấy, để chúng ta thấy những vấn đề về nước Mỹ. Đúng ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta thử hỏi một điều như này nhé. Giả sử không có nước Mỹ hay là nước Mỹ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai ra thì họ cũng hoang tàn như các quốc gia khác. Thì liệu thế giới của chúng ta sẽ có như ngày hôm nay hay không? Liệu nó có hòa bình hay không? Đúng ạ. Không? Liệu nó có những cái cuộc chiến tranh liên miên hay không? Liệu nó có một quốc gia nào đó mà nó sản xuất vũ khí, nó nghiên cứu vũ khí, nó bán vũ khí, rồi nó gây chiến để mà nó bán vũ khí hay không? liệu có một quốc gia nào để mà nó tự cho mình cái quyền để đi cướp bóc đúng không ạ đánh chiếm cướp dầu chiếm đóng rồi là lật đổ các chế độ cách mạng màu ám sát chiến tranh ủy nhiệm tài trợ cho các cái chế độ tiến hành các cuộc chiến tranh đẫm máu khủng bố như là trung đông ukraine syri rồi là chính họ là những cái quốc gia khủng bố lớn nhất thế giới nhưng mà lại đổ vạ cho những quốc gia khác là các quốc gia khủng bố đúng ạ vậy thì chúng ta tự thử hỏi xem tôi không có thể trả lời được là uh, là nếu như không có mỹ thì nó như nào tôi chỉ biết rằng nếu không có người mỹ thì về mặt logic là sẽ không có cuộc chiến bởi vì những cuộc chiến trên thế giới đều do người mỹ xảy ra trong suốt những năm vừa rồi mấy chục năm vừa rồi, gần trăm năm vừa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tôi chỉ thấy một điều rằng là thực tế thì tại sao nước Mỹ làm như vậy? Bởi vì họ là siêu cường duy nhất. Họ là siêu cường duy nhất thì họ có cái quyền, đúng không ạ? Để mà làm những điều mà người khác không dám nói, không dám làm gì để cản trở họ. Đặc biệt là sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Thì khi họ là siêu cường duy nhất thì có nghĩa rằng là họ có một quyền lực tuyệt đối sức mạnh tuyệt đối và như chúng ta đã phân tích quyền lực tuyệt đối thì nó sẽ tha hóa đúng không ạ nó sẽ tha hóa nó sẽ lạm dụng nó sẽ thoái hóa thế thì câu chuyện rằng là chúng ta phải đặt ra một câu hỏi nếu như không có người mỹ thì liệu có một cái người nào đó hay không người liên xô người nga người trung quốc người ấn độ vân vân không biết một người nào đó đúng không ạ nếu như trở thành một cái đất nước mạnh nhất thế giới thì họ có làm như vậy hay không do nên nếu không có Mỹ thế giới chắc chắn là có hòa bình hơn về mặt logic nhưng mà chúng ta cũng không dám gọi là khẳng định là trong suốt những năm đấy thực sự nó có hòa bình hay không nếu như không có một cái băng đảng này thì nó lại có một cái băng đảng khác nó dựng lên đúng không ạ như vậy cái câu chuyện ý tôi muốn nói là gì chỉ có một cái thế giới nơi mà có rất nhiều quyền lực nếu như có siêu cường thì có rất nhiều siêu cường, đúng không ạ? À, ít nhất là phải có ba để nó tạo thành cái thế chân vạc, thế vòng quyền. Ý tôi nói là một cái thế giới nó đa cực thay vì thế giới lưỡng cực hoặc là đơn cực. Lưỡng cực như thời Liên Xô, Mỹ, thời chiến tranh lạnh và đơn cực như là cái thời Mỹ trong suốt 30 năm gần đây. Và đa cực chính là một thế giới chúng ta đang hình thành. Trong đó có ít nhất cực Mỹ, Trung, Nga, đúng không ạ? thế còn à, nếu nó là đơn cực thì tôi nghĩ rằng nếu không là mỹ thì cũng rất có khả năng có một cái quốc gia nào đó họ cũng sẽ làm một cái điều tương tự mà không biết là họ có làm ở mức độ như mỹ ít hơn mỹ hay là thậm chí còn nhiều hơn cả chính mỹ nữa như vậy câu trả lời nó lòng vòng nhưng mà tôi muốn hướng tới một việc để mà chúng ta phấn đấu đúng không ạ vì một cái thế giới đa cực thì lúc bấy giờ thế giới nó mới thực sự nó hòa bình hơn chắc chắn đấy là một cái điều nó có thể xảy ra cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một đêm chủ nhật thật là ngon giấc